bệnh ung thư được coi là nỗi kinh hoàng lớn nhất, đặc biệt đối với người lớn tuổi, những người có sức đề kháng kém là đối tượng nhạy cảm, dễ mắc bệnh ung thư nhất. Thống kê trên thế giới hiện nay, có khoảng 6,7 triệu ca mắc mới là người cao tuổi, dự đoán đến năm 2035, con số này tăng lên 24 triệu người. Tỷ lệ ung thư ở người cao tuổi chiếm 57,6%, tức là cứ 10 người mắc ung thư thì có đến quá nửa số đó là người cao tuổi. Tuy là đối tượng dễ mắc bệnh ung thư, nhưng nếu biết cách để phòng chống, người lớn tuổi vẫn có đời sống khỏe mạnh, sức khỏe ổn định, không lo bệnh ung thư xâm hại. Cùng Thời báo Việt khám phá liều thuốc đặc biệt phòng chống ung thư cho người lớn tuổi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất. Yoga cười, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Tham gia các lớp yoga cười giúp hàng triệu người cao tuổi trên khắp thế giới sống vui, sống khỏe, đẩy lùi mọi bệnh tật. Yoga cười là các bài tập cười, thư giãn cơ mặt, có tác động đến sức khỏe bên trong và làn da bên ngoài. Đối với bệnh lý ung thư, nguyên nhân bắt nguồn bệnh và làm bệnh trầm trọng hơn có thể kể đến là sự buồn rầu, tâm trạng lo lắng. Các bài tập yoga cười giúp xả stress, mang đến năng lượng tươi mới. Mỗi lần bạn cười, số lượng tế bào kháng thể trong cơ thể tự động được tăng lên, giúp tăng cường hiệu quả của các tế bào khác và dẫn truyền thần kinh. Cảm giác sảng khoái về tinh thần thực sự giúp đẩy lùi mọi bệnh tật. Ngoài ra, khi cười, cơ mặt cũng được thư giãn tối đa, giảm căng thẳng. Điều này giúp mạch máu lưu thông, làn da hồng hào và ngăn ngừa tốc độ già đi của mặt. Thiền định, bộ môn đặc biệt tốt cho người già. Có một bí mật ở bộ môn thiền định này mà có thể bạn không biết, đó là thời gian ngồi thiền tốt nhất nên tương ứng với số tuổi của bạn. Ví dụ, 50 tuổi nên ngồi thiền 50 phút mỗi ngày, 70 tuổi nên ngồi thiền 70 phút mỗi ngày. Nếu chưa quen ngồi lâu thì thời gian đầu có thể chia ra làm nhiều lần khác nhau trong ngày. Thiền định nổi tiếng cả Tây Phương lẫn châu Á về hiệu quả điều trị bệnh, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giảm trừ khả năng nhiễm bệnh và ổn định tinh thần vô cùng tốt. Người bệnh không nhất thiết phải đi theo một tôn giáo nào. Trong yoga có bài tập thiền định. Bài tập thiền định có tác dụng điều chỉnh hơi thở, thư giãn tâm trí, hỗ trợ máu huyết lưu thông đều. Người lớn tuổi thiền định giúp tăng cường sức khỏe nội lực, cải thiện cơ thể dẻo dai, kéo dài tuổi thọ. Chế độ ăn uống ngăn ngừa ung thư. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Thức ăn mà bạn nạp vào cơ thể vô cùng quan trọng, đối với người cao tuổi lại cần đặc biệt lưu tâm. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, ngăn ngừa ung thư tốt nhất nên lựa chọn thực đơn ăn uống bao gồm nhiều rau xanh, nhất là rau cải, ưu tiên các loại rau có màu xanh đậm. Ngoài ra nên ăn các loại thực phẩm như cà rốt, nấm, tỏi, nghệ, khoai lang, bưởi, rau củ quả, không nên ăn thịt đỏ, thực phẩm nhiều dầu mỡ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất.